Xin chào các bạn nhé. Trước mặt ta, chúng ta làm cái siêu phẩm. Siêu phẩm tôi nói vui thôi, cách đây mấy năm thì nó là siêu phẩm. Nhưng mà cái này nó sẽ phù hợp cho những cái bạn nào thích dùng điện thoại nhỏ gọn và dùng một cái sim thứ hai, hoặc là bạn nào cũng không thích Facebook hay là không thích những cái công nghệ cao của iPhone, thì những cái dòng điện thoại nó rất là gọn nhẹ đó. Thế thì những cái này trước kia thì các bạn biết là cũng không rẻ đâu, cũng phải 5-7 triệu đó. Đó, bây giờ thì hàng nó sẽ không còn đắt, nhưng mà đây là hàng tôi sưu tập. Để chúng ta cùng thử đập hộp xem bên trong cái này nhá. Cái này nó gọi là Sony Ericsson Z550A. Thì cái dòng này các bạn biết là nếu mà cái máy trần hoặc là máy gọi là sửa chữa tân trang thì rất là nhiều. Chứ còn những cái đây là tôi có thứ sưu tầm, đây là mới tinh. Các bạn nhìn này. Đó. Các bạn nhìn này, vẫn còn ni lông bảo vệ màn hình nhá. Đó, mới tinh 100%. Đó. Đó, bên trong nó rất nhỏ gọn. Cái này ngày xưa thì nó vẫn cái sim, lắp cái sim to này. Đó các bạn đấy. Vẫn lắp cái sim to này. Đó, tôi thử cái sim to này. Đó. Lắp sim to này. Đấy, ngoài ra là cái đó, thì đây là pin này. Pin của Sony. Sony Ericsson thì tuyệt vời nhất ở chỗ là âm thanh. Đó. Cái kiểu dáng đây tôi nhìn các bạn nhìn. Đó, gập vào rất là gọn nhẹ. Đó. Nó hai màn hình nhá. Màn hình trong là các bạn gọi như điện thoại bình thường đâu. Hiển thị ngày tháng danh bạ gọi, nhưng mà ở đây ngoài ra nó có một cái màn hình phụ. Đó, đấy, thể hiện giờ. Đây là cam để các bạn selfie, đúng không? Đó, rất là hay. Để chúng ta xem bên trong hộp nữa là gồm có những cái gì nữa. Đó, thì đây là cái tai nghe. Đó, tai nghe của chính hãng luôn. Đó, tai nghe Sony Ericsson nhá. Và đây là sạc. Đó. Đây là sạc. Bên trong này tôi xem nào. Ở bên trong này sách, ngày xưa nó những điện thoại cũ sách vở nhiều lắm. Đó, đây là sách. Ngày xưa mỗi cái điện thoại thì họ đều có một cái quyển sách. Đó. Đây sách hướng dẫn này. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Những cái điện thoại này chắc là phải sưu tầm, tôi sưu tầm mới có. Đó. Rất rẻ, giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Đó các bạn nhìn đấy, rất là đẹp. Bạn nữ nào mà thích tôi này nghĩ là hợp với cả nam và nữ. Ở chỗ này nó có một cái dây để đeo. Đó, cái dây quai đeo thì cái này tôi có thể tặng thêm khách. Đó. Cầm rất là gọn nhẹ, đơn giản, lọt thòng bàn tay. Đó. Thì những cái đặc điểm chính nào, chúng ta vẫn còn nghe, gọi, nhắn tin, đúng không? Âm thanh nét, cũng có cả camera chụp. Đó. Đấy. Thế ngày xưa người ta thiết kế khi chụp selfie ở đây có một kính, gọi là kính cầu. Thì chúng ta để nhìn mặt ở đây thì chúng ta sẽ biết là khuôn mặt chúng ta sẽ khớp mấy cái camera này để khi chúng ta chụp. Cũng rất là thú vị đó. Hàng mới 100% nhá. Tôi có vài chiếc ở trung tâm máy bóc 71D thôi, các bạn có thể ghé qua. Giá chỉ có hơn 1 triệu nhá. Đó, hàng mới tinh. Đó. Sai một chi tiết là chúng tôi là đền một gấp đôi luôn. Đó, vẫn còn nguyên đầy đủ tem niêm phong. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.